Học bá trường quốc tế, bật cả giáo viên, đúng là châu Á. Không những giỏi ngoại ngữ mà còn có cả toán. Video mới đây được một học sinh vui vẻ ghi lại khi giáo viên dạy tiếng Anh là một phép tính đơn giản, nhưng có lẽ bị sai cơ bản một chút. Giáo viên có lẽ mất mấy giây chưa lốt kịp vì không hiểu mình sai chỗ nào. Và sao học sinh châu Á tính nhanh vậy? Đến khi ngó lại thì ối rồi ơi, em giỏi thật đấy, không những tiếng Anh mà còn toán. Nói gì chứ mấy phép tính này nếu ở Việt Nam chắc cấp 1 tụi em giải tốc độ lắm luôn á chứ.